Xin chào mọi người nha. Điểm đến đầu tiên của nhà mình hôm nay đó là nhà thờ Bác Hồ, nằm ở thôn Bình Hòa, xã Sơn Định, thuộc Cao Nguyên Vân Hòa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên nha mọi người. Nhà mình chọn cái ngày đi cũng lâu rồi mọi người, nhưng mà xui cái hôm nay đi trời lại mưa tiêu. Mấy hôm trước thì trời nắng đẹp lắm mọi người. Sau khi nhà mình tham quan nhà thờ Bác Hồ xong thì sẽ đến Hồ Long Văn, nằm cũng thuộc ở khu vực này luôn mọi người. Và đây là cái cầu Đà Rành bắc qua con sông Ba quê mình này mọi người. Nó nằm trên quốc lộ 1A. Đi đâu á? Đi chơi. Chơi ở đâu? Ở đâu? Các bạn nè. Nhà thờ Bác Hồ
Đi thịt nhang không con? Đi thịt nhang không? Sổ. Sổ nè. Làm gì đâu sổ? Đây là cảnh bên ngoài nhà thờ. Rất là nhiều cây lớn, cây cổ thụ. Sau khi tham quan xong nhà thờ Bác Hồ thì nhà mình tiếp tục di chuyển đến Hồ Lăng Quăng. Mọi người cùng theo chân nhà mình nha. Đi đi vô đường đây trước con. Thầm muốn đi đường nào đây? Chuyện này quên. Hai năm. Rồi đang ngủ chung nha. Nướng này. Chúng em đang nướng nè. Mày thấy trời ơi. Dung nhan tuyệt vời nhất thế gian. Khi em như hoa nhân mộng, anh quên khi ta có nhau. Những môi thân ai lần đầu, cho tim cắn thêm nhói đau. Trần hoa nàng, dưới chân nàng, dưới chân nàng là cả tuổi xuân mang theo mọi tên. Hay quá. Cà phê đắng làm tóc thơm cay, cho chim bao chim mỡ thấy nhau, mong sao mình ta đợi đợi. Từng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau từng lời hứa phút cuối giữ lại được. Xem đây này đi đi ta liền nha. Gặp nhau chỉ hôm nay để em phải nhớ phòng. Ủa lạnh quá. Trời ơi lạnh quá, quá trời lạnh luôn. Ủa lạnh luôn. Trời ơi lạnh quá, quá trời lạnh luôn. Tại sao lúc này cần cây nó rớt trên đầu?